Văn phòng Chính phủ vừa chính thức thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013. Tại kết luận này, Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là cần phải tăng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông. Thông báo đã biểu dương 8 địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên đã giảm mạnh số người chết vì tai nạn giao thông và nghiêm khắc phê bình trưởng ban an toàn giao thông của 10 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cao trong 5 tháng đầu năm 2013. Để kiềm chế tai nạn những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Riêng Ủy ban dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục có các giải pháp hiệu quả chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm, tập trung lập lại trật tự tại các bến xe khách và xử lý nghiêm nạn xe taxi dù lừa đảo hành khách. 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã giảm hơn 2.000 vụ tai nạn, giảm khoảng 3.000 người bị thương, nhưng vẫn còn tăng 28 người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2012.